Chào mừng các bạn đã đến với audio văn học của học văn chị Hiên. Chị là Thùy Dương và ngày hôm nay chúng mình cùng với chị lắng nghe số 17, viết một văn bản nghị luận phân tích đánh giá bài thơ Thu Hứng của nhà thơ Đỗ Phủ. Các em cùng chị lắng nghe bài viết tham khảo nhé. Đỗ Phủ sinh năm 712, mất năm 770. Tên chữ là Từ Mỹ, người huyện Củng, nay thuộc tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cuộc đời ông xoay quanh những biến cố chính trị dữ dội của thời đại, những khoảnh khắc khốn khó của gia đình và những giây phút ốm đau, bệnh tật, thập tử nhất sinh. Tất cả những điều ấy đã tạo nên cảm hứng có phần bi thương trong thơ ông. Lên 7 tuổi, Đỗ Phủ đã bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình. Đó là việc làm thơ. Thơ Đỗ Phủ nổi lên 3 chủ đề lớn: nhiệt huyết yêu nước, phản kháng cường quyền, cảm thông cho số phận dân đen, với giọng thơ trầm uất, nghẹn ngào. Trong sự nghiệp cầm bút của mình, Đỗ Phủ đã để lại nhiều tác phẩm giá trị, điển hình là Thu Hứng, với những cảm xúc riêng biệt về cảnh thu, tình thu, người thu. Năm 763, loạn An Sử tới hồi kết thúc, nhưng tình hình xã hội vẫn chưa yên. Mùa thu năm 766, Đỗ Phủ vẫn đang sống những ngày phiêu bạt, ốm đau, khốn khó tại vùng núi non hiểm trở Quý Châu, nay thuộc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Nên ông đã viết một chùm 8 bài thơ thất ngôn bát cú nổi tiếng, có nhan đề chung là Thu Hứng. Bài thơ Thu Hứng mà chúng ta nhắc đến, đó chính là một bài thơ trong chùm thơ, và đây cũng chính là cương lĩnh sáng tác của cả chùm thơ này. Nhan đề Thu Hứng được cấu tạo bởi danh từ thu, tức mùa thu, và danh từ hứng, tức cảm xúc. Việc kết hợp hai danh từ này đã cho thấy mùa thu không chỉ là đề tài mà còn là những dòng tâm sự của tác giả khi ông chứng kiến cảnh đất nước bị tàn phá và bản thân cũng trở thành kẻ tha hương. Cấu trúc bài thơ chia làm hai phần khá rõ. 4 câu đầu khắc họa bức tranh mùa thu ở rừng núi thượng nguồn Trường Giang. 4 câu sau dùng để bộc lộ cảm xúc của thi thánh trước khung cảnh mùa thu nơi đây. Ở 2 câu đề, ngọc lộ điêu thương phòng thụ lâm, vu sơn vu giác khí tiêu sâm, lác đác rừng phong hạt mốc xa, ngàn non hiu hắt khí thu lòa. Độc giả có thể dễ dàng nhận ra rằng Đỗ Phủ đang đứng ở một vị trí tương đối cao và rộng để bao quát trọn vẹn cảnh vật. Khả năng quan sát tinh tế của Đỗ Phủ thể hiện ngay từ câu thơ tả cảnh rừng phong, ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm, lác đác rừng phong hạt mốc xa. Từ xưa đến nay, thiên nhiên trong thơ Đường thường là rừng núi, suối đồi bao la, và cây phong cũng chiếm một diện tích khá lớn trên lãnh thổ Trung Hoa. Chính vì vậy, trong thơ cổ Trung Hoa, hình ảnh rừng phong thường xuất hiện mỗi độ thu sang, với những chiếc lá màu đỏ úa gợi cảm giác u buồn, ly biệt. Và bài thơ này cũng không ngoại lệ. Hình ảnh rừng phong được miêu tả với sương mốc đã làm ta hình dung về không khí của một mùa thu lạnh lẽo, khi những hạt sương sa đã từ từ trút lên đống lá đỏ úa của rừng phong bạt ngàn. Cảnh vật bỗng trở nên điều tàn, hoang vu và chút gì đó bí ẩn, buồn man mác, giống như Tỳ Bà Hành của Bạch Cư Dị từng viết: tầm dương giang đầu dạ tống khách, phong diệp định hoa thu sắt sắt. Ban đêm đưa tiễn khách ở đầu sông tầm dương, gió thu thổi vào lá phong, hoa lưu hâu hắt. Bên cạnh đó, câu thơ thứ hai, vu sơn vu giác khí tiêu sâm, đã nhắc hai địa danh vu sơn vu giác. Đây là hai vùng núi nổi tiếng là hiểm trở và hùng vĩ, được nhắc đến nhiều trong huyền thoại
cổ tích và thơ ca cổ Trung Hoa. Ở nơi đây, quanh năm là mây mù, sương phủ, muốn đón nhận một tia nắng mặt trời cũng mong manh, bởi bao quanh là những vách đá dựng đứng y như một quãng của sông Đà, chỉ đúng lúc đứng ngọn có mặt trời. Bình thường đã vậy, nhưng vào mùa thu, phong cảnh nơi đây lại càng trở nên tối tăm, ảm đạm, bởi vốn dĩ người ta chẳng tìm thấy niềm vui gì giữa mùa cây thay lá. Rõ ràng, trong hai câu đề, tác giả đã vẽ nên cảnh thu thê lương, ảm đạm, lạnh lẽo, nặng nề, trầm uất ở vùng núi Quỳ Châu, miền núi phía Tây Trung Quốc, thượng nguồn sông Trường Giang, nơi thiên nhiên lánh nạn. Tuy nhiên, nếu phân tích một cách kỹ càng, giữa nguyên tắc và bản dịch thơ có sự vênh lệch rõ ràng. Chẳng hạn như ở câu thơ số 1, nguyên tác Ngọc Lộ Điêu Thương tạm dịch là trắng xóa, nhưng bản dịch thơ lại dịch là lác đác. Điều này đã làm cho hình ảnh tiêu điều ảm đạm của rừng phong trở nên mờ nhạt. Hai từ lác đác nhấn mạnh mật độ thưa thớt, ít ỏi, còn Ngọc Độ Điêu Thương lại nhấn mạnh vào sự dày đặc, nặng nề của sương mốc đang bao phủ nơi rừng phong. Đến với câu thơ số 2, so với nguyên tắc, bản dịch đã làm mất đi các địa danh cụ thể, chỉ chú trọng vào việc khơi dậy cảm xúc. Điều này đã vô tình làm cho tầm nhìn của tác giả bị thu hẹp, hướng lên cao, bức tranh mùa thu cũng vì thế mà mất đi sự thê lương, ảm đạm, buồn bã và u sầu. Nối tiếp dòng tâm trạng suy tư, u sầu, Đỗ Phủ tiếp tục quan sát thiên nhiên bằng con mắt tinh tế từng trải. Giang san ba lãng kiêm thiên dũng, tái thượng phong vân tiếp địa âm. Lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm, mặt đất mây đùn cửa ải xa. Nếu như hai câu đề thiên nhân phóng tầm nhìn của mình vào những rừng phong hiu hắt trên núi cao, thì ở hai câu thực, ông đã di chuyển điểm nhìn vào dòng sông nơi thượng nguồn. Trong câu thơ dịch, lưng trời sóng rợn lòng sông thẳm, các tính từ rợn, thẳm gợi lên sự vận động nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng không diễn tả được sự vận động mạnh mẽ của sóng như trong nguyên tác, sóng vọt lên tận lưng trời. Câu thơ mặt đất mây đùn cửa ải xa diễn tả hình ảnh mây trắng chồng chất lớp này lên lớp khác, chỉ sự vận động đi lên, và điều này cũng không truyền tải được ý nghĩa của câu thơ gốc. Những đám mây đùn lên từ mặt đất che cả cửa ải xa xa, mây xa sầm xuống sát mặt đất, dường như thiên nhiên đang vận động một cách mạnh mẽ, trái chiều, như nén lại không gian, khiến cho trời đất như đảo lộn, quay cuồng một cách dữ dội. Điều này làm ta nhớ đến những vần thơ sầu não của Huy Cận trong Tràng Giang. Lớp lớp mây cao đùn núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa. Như vậy, cảnh thu vẫn được quan sát từ phía xa, đó là hình ảnh ở vùng núi Quỳ Châu, Trung Quốc, thê lương, ảm đạm, mà đầy những dồn nén dữ dội. Những sự vận động trái chiều của thiên nhiên, trời đất như đảo lộn nơi, cửa ải, cũng chính là nỗi buồn sâu thẳm, trầm uất và nỗi lo âu cho tình hình đất nước của tác giả sau những năm chiến tranh. Cuộc sống của con người vẫn loạn lạc liên miên. Quả thực, cảnh vẫn đậm hơn tình, tình nằm ẩn sâu trong cảnh. Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu, người buồn ngày có vui đâu bao giờ. Ở bốn câu thơ sau, tầm nhìn của tác giả đang có sự vận động từ xa lại gần, từ khung cảnh chung của thiên nhiên đến các sự vật cụ thể gắn bó duyên với tác giả, ở gần tác giả. Điều này có thể lý giải dựa trên quy luật của thời gian. Trong khoảnh khắc ngày tàn, chiều xế, ánh sáng dần lụi tắt, tầm nhìn của con người dần bị thu hẹp và chỉ tập trung vào những thứ ngay trước mắt. Với hai câu luật Tùng cúc lưỡng khai tha nhật lệ, cô chu nhất hệ cố viên tâm,
khóm cúc tuôn thêm dòng lệ cũ, con thuyền buộc chặt mối tình nhà. Có thể nói ở đây là hai câu thơ hay nhất trong bài thơ của Đỗ Phủ cũng như trong bản dịch của Nguyễn Công Trứ, bởi nghệ thuật đối chỉnh trong hai câu thơ vô cùng chuẩn chỉnh và đặc sắc. Hoa cúc là hình ảnh ước lệ chỉ mùa thu, điều này không có gì mới mẻ, nhưng nó đặc biệt ở chỗ mỗi lần nhìn thấy hoa cúc nở, nhà thơ lại tha nhật nệ, rơi nước mắt. Cụm từ lưỡng khai ám chỉ khóm cúc đã nở hoa hai lần, con số 2 chính là 2 năm nhà thơ lưu lạc ở nơi đất Quỳ Châu. Chính vì vậy, chỉ cần nhìn thấy sen tàn cúc lại nở hoa, nhà thơ lại đau buồn rằng rặc, thương nhớ quê nhà xa xít với những giọt nước mắt mặn chát đắng đót. Quả thực, hoa cúc chính là trận chồng chất của nỗi đau xót xa cho thân phận tha hương của tác giả. Đồng thời, lưỡng khai cũng nhân đôi nỗi nhớ của thi nhân dành cho quê nhà. Câu thơ thứ 2, Cô Chu Nhất Hệ Cố Viên Tâm, được Nguyễn Công Trứ dịch là Con thuyền buộc chặt mối tình nhà. Cách dịch này khá khác ý so với nguyên tác, bởi tính từ cô đã bị mất đi. Cô trong Cô Chu nghĩa là con thuyền cô đơn, lẻ loi. Rõ ràng bản dịch ta không diễn tả được điều đó. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc tâm trạng cô đơn, lạc lõng của Đỗ Phủ không được miêu tả rõ nét. Chiếc thuyền lẻ loi là một ẩn dụ nghệ thuật đầy ý nghĩa, không chỉ mang tính chất bấp bênh, trôi nổi, đơn độc của nó, mà bởi nó là phương tiện duy nhất chở niềm thương, nỗi nhớ của nhà thơ về với cô hương trong tâm tưởng. Hai từ nhất hệ, buộc chặt chính là nút thắt để buộc tác giả với quê nhà. Dường như nhà thơ không ngắm hoa thưởng cảnh mà luôn hướng vào nội tâm của mình để làm sục sôi nỗi nhớ nơi chôn rau cắt rốn. Kết thúc bài thơ, tác giả đã thổi vào lòng người đọc một nỗi buồn nhớ, thương xót, ngập ngùi, mênh mang. Hàn ư xứ xứ thôi đao xích, bạch đỉ thành cao cấp mộ trâm. Lạnh lùng dục kẻ tay sao thước, thành bạch chảy vang bóng ác tà. Đứng trên thành bạch đế cao, mà không phải trong tâm thế phong thoát, ung dung, mà để nhìn vào tâm trạng. Bài thơ kết thúc đột ngột bằng những âm thanh dồn dập, bởi trước đó bài thơ không miêu tả một âm thanh nào. Tiếng thước đo vải, dao cắt vải, tiếng chày đập vải để may áo rét là những âm thanh đặc thù của mùa thu Trung Quốc xưa. Người ở quê nhà thường may áo rét gửi cho người chinh phu đang trấn thủ biên cương khi mùa thu lạnh lẽo đến, bức chuyển để mùa đông bút giá ùa về. Có lẽ đây là hai câu thơ hướng ngoại tả cảnh sinh hoạt của nhân dân vùng Quỳ Châu. Nhưng nếu đặt trong liên hệ với câu 3 và 4, hiện thực lịch sử, tình hình đất nước chưa yên ổn, bao người phải chấn giữ biên ải xa xôi. Thế nhưng hai câu thơ này không phải tả cảnh đơn thuần, mà đó chính là nỗi lo âu cho tình hình đất nước chưa yên ổn của thi thánh. Đồng thời, âm thanh tiếng chày đập vải, tiếng giao thức để may áo rét gửi kẻ tha hương làm chạnh lòng tác giả khi ông cũng là một kẻ tha hương lưu lạc. Cảnh thu ở 4 câu thơ sau được tình, thậm chí còn đồng nhất với tình thu, khắc sâu ấn tượng về sự cô đơn, lẻ loi, u uất của kẻ tha hương nặng lòng với quê hương và lo âu cho tình hình đất nước chưa yên ổn. Mặc dù bài thơ được viết theo thể thất ngôn bát cú với tính quy phạm khá chặt chẽ, nhưng không vì thế mà bài thơ khô khan, cứng nhắc. Với cách cắt nhịp linh hoạt, thu hướng bỗng trở nên có giai điệu giống như một bản nhạc buồn chiều thu. Ta có thể ngắt câu thơ theo nhịp 2, 2, 3, hoặc cũng có thể ngắt nhịp 4, 3, tùy theo cách cảm nhận của mỗi người. Bên cạnh đó, cách gieo vần ở các câu 1,
2, 4, 6, 8, lâm, xâm, âm, tâm, châm. Tưởng chừng như làm cho bài thơ mang âm hưởng trầm lắng, chán chường, nhưng thực chất đó lại là điểm nhấn để vẽ nên cảnh thu và tình thu đậm chất trữ tình. Đồng thời, điểm thành công của bài thơ này là sự tuân thủ chặt chẽ về luật bằng chắc. Cứ tiếng thứ hai thanh bằng thì tiếng thứ tư thanh chắc, tiếng thứ sáu thanh bằng, lặp đi lặp lại xuyên suốt 8 dòng thơ. Chẳng hạn, ngọc chắc, lộ chắc, điêu bằng, thương bằng, phong bằng, thụ chắc, lâm bằng, vu bằng, sơn bằng, vu bằng, giáp chắc, khí chắc, tiêu bằng, xâm bằng. Điều này đã tạo nên sự hài hòa, cân đối của một bài thơ thất ngôn bát cú, góp phần vào việc bộc lộ cảm xúc của nhà thơ trước bức tranh mùa thu hư quạnh buồn bã. Như vậy, thông qua nghệ thuật tả cảnh ngụ tình kết hợp với ngôn từ hàm xúc và nghệ thuật đối chỉnh, Đỗ Phủ đã tạo ra mối quan hệ đặc sắc xa, gần, cảnh, tình, không gian, thời gian, tính, động, từ đó gợi lên bức tranh thu hiu hắt, thê lương, ảm đạm, đầy rừng nén dữ dội, thấm đẫm tâm sự của tác giả, lo âu, trăn trở cho tình hình của đất nước, ngập ngùi, xót xa cho thân phận của chính mình khi phải rời xa quê hương yêu dấu. Quả thực, Đỗ Phủ rất xứng đáng với biệt danh Thi Thánh khi đã xây dựng được một từ thơ rất đỗi tài hoa bằng chính chất trữ tình trong phong cách sáng tác của mình. Và đó chính là toàn bộ nội dung của audio số 17. Chị mời các em lắng nghe. Và bây giờ thì có lẽ chị em chúng mình sẽ tạm thời dừng lại. Hẹn gặp lại các em trong những số audio lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!